Thưa quý vị, với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước đang khôi phục hoạt động vận tải một cách thận trọng trong trạng thái bình thường mới. Với việc dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt, đồng thời vào thời điểm cuối năm nên nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng rất cao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp vận tải nhanh chóng phục hồi hoạt động, bù đắp tổn thất trong những tháng qua do tác động xấu từ dịch bệnh. Hiện nay, các xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe đưa đón công nhân, xe hợp đồng đều hoạt động với 50% số chỗ ngồi, Do đó, doanh thu vận tải kho bãi của tháng 11 năm 2021 tăng so với tháng trước, ước đạt 83 tỷ đồng nhưng vẫn giảm hơn 52% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 11 tháng của năm 2021, doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải của Bình Phước ước đạt hơn 1.258 tỷ đồng, trong đó vận tải hành khách hơn 7.330.000 lượt hành khách, vận tải hàng đạt 2 tỷ 738.000 tấn để giúp các doanh nghiệp kinh doanh giao thông vận tải ổn định hoạt động trong trạng thái bình thường mới, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai các giải pháp hỗ trợ như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, giãn nợ hoặc cho vay mới đối với doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.